Thường dưới quê ngày xưa các bác mẹ chồng đó hơi khó khăn với con dâu lắm. Không biết mình có khó không ạ? À? Không khó, bị con dâu đi làm. Thì nó làm về thì mình nấu cơm ăn xong hết rồi. Bác nấu cho con dâu luôn. Ờ, nấu con dâu. Bây giờ mình trở ngược làm dâu nó. Cái ngày đầu tiên mà bác gặp con dâu tương lai á thì mình cảm giác như thế nào? Mới đầu tiên thì nó dẫn về thì mình thấy con dâu nó bé quá à. Bé hả? À, nhỏ đâu... mẹ, nhỏ. Nhỏ. Dạ. Rồi thành ra ấy cũng để đó đi. Rồi sao nó dẫn gì nữa thì thôi nó chịu thì mình trao luôn chứ còn gì nữa. Dễ thương quá. Dạ chị, cho em hỏi xíu là chị có nhớ cái lần gặp đầu tiên với mẹ chồng của chị không? Dạ nhớ, dễ gì quên. Tại vì lần đó lúc mà lần đầu tiên em về với mẹ thì lúc đó hai đứa chưa quen. Lúc đó là chỉ hàng xóm thôi à, hai thằng bạn chung trường. Xong rồi cái lúc đó là chị dâu em á là quê ở Hồng Ngự. Xong rồi mượn sáng đem chở về giùm. Thì em thì có cái tật là mù đường. Xong chạy sáng 8 giờ sáng đưa chị về tới nhà. Xong rồi đánh cua từ Hồng Ngự xong rồi lạng qua Thanh Bình xong xuống Tam Nông. Cái tam giác đó là chạy hoài luôn 12 tiếng. Xong rồi cái tự nhiên nhớ mình có một người bạn ở Hồng Ngự mà. Điện nó ra, nói ơi giờ tao bị lạc rồi, mày ra mày rước tao đi. Xong rồi rước chạy xuống mặc quần cục chạy xuống rước về. Xong rồi đó tối rồi cái mẹ nấu cháo gà cho ăn. Xong rồi nhìn nó trời ơi trời, 2012 rồi mà tóc tém nhật theo mà mặc áo bà ba mà ấn tượng á, đã hàm răng quá trời đẹp. Lúc đó năm mấy tuổi hàm răng đẹp dễ sợ á, trời trời nữa mình năm mấy tuổi có được đẹp vậy không? Không, sau này mới phát hiện răng giả. Ấn tượng là một tiếng răng giả. Dễ thương, nói chuyện dễ thương quá. Có một bài hát là Hồng Ngự mang tên em á, hay lắm, em có biết bài đó không? Dạ thuộc luôn. Ồ hay quá. Ôi. Hát giới thiệu về bài hát thôi. À, năm nay thì cũng hên đó là mới vừa kỷ niệm 200 năm Hồng Ngự xong thì cảm thấy là ở ké Hồng Ngự nhưng mà tự hào. Nhưng mà cũng quất được một khúc. Một khúc cái coi. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự. Dạ hết thuộc rồi. Trời gì quá vậy? Hả? Trời ơi, cái bài hát ta lãng mạn, hát có một đoạn không ai hiểu. Quan trọng là hát đầu với khúc cuối. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự. Dù bao cách trở xa xôi mịt mờ, tình này còn dâng em đó. Hình dáng của người em yêu, Hồng Ngự ơi nhớ em muôn đời. Đại khái vậy. Lúc mà về làm dâu thì cô có ấn tượng gì không? Thì ấn tượng có cái đi dạy gì mình nằm á thì bắt đầu đè nó hôn. Hôn vào nó mò vú. Trời ơi. Cái gì vậy? Kiểu như là hồi nhỏ lớn á em bị ghiền măng vú. Xong rồi cái nói chung là mẹ thân thiện biết cái tưởng đâu mẹ ở nhà xong rồi về là được thì cứ khai thác mình sử dụng. Hai mẹ con thì chắc hợp nhau dữ lắm ta. Hợp gì cô? Thì hợp có cái làm bệnh mẹ cha bệnh thì nó cũng quan tâm, nó hợp. Ăn uống có hợp không? Ăn uống cũng hợp. Quần áo thời trang có hợp không? Không hợp. Ủa sao? Nó mua đen, còn tôi đâu có mua đen đâu. Không giúp mẹ mua đen luôn, mua đen có mình vậy. Em nói anh hả, mua xong á mẹ nói để đóng nó đó, mẹ có mặc đâu, mẹ nói mặc uổng với lại mặc kỳ quá. Thấy ngay 2017 rồi mà mặc áo màu ba suốt quần ống chà bá vậy đó. Sau rồi cái nói thôi mẹ ơi mẹ mặc quần tây đi, áo sơ mi hoặc là áo thun này kia, không mấy mẹ mặc váy đi. Mẹ nói mày tào lao mày quá, mặc quần ống sao tao mặc được, lạnh lắm. Là chân không mua đồ về chân không. Quần ống nó lạnh lắm hả? Là cái ống nó rộng quá hả bác? Quần ống rộng là cái váy á, có ống một đó. À trời ơi. Rồi mẹ chồng nấu nướng không mà con ít có nấu đó hả? Không, em đâu có cơ hội đâu, vô bếp bếp của mẹ mà thì mẹ làm chứ vô nhiều khi chất quá kỳ. Với lại thường là mẹ em nấu ăn ngon lắm. Rồi thí dụ mà em vô nấu bữa tới cả nhà đói tội nghiệp thôi, an phận. Bữa nào có nào thử bữa nào mình trổ tài bữa không được hả? Có, nấu một bữa rồi. Nấu bữa làm sao? Xong mình đem ngay cho heo ăn luôn.